Thưa quý vị, theo thống kê của ngành y tế tại nước ta, tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh. Cụ thể, Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường. Đáng chú ý, trong đó hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng. Trong đó 34% là biến chứng về tim mạch, 39,5% có biến chứng về mắt và biến chứng về thần kinh, 24% biến chứng về thận. Bệnh nhân đái tháo đường bị biến chứng không chỉ làm gia tăng chi phí y tế mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống. Các bác sĩ khuyến cáo người dân hãy thực hiện các hành vi sức khỏe, lối sống lành mạnh, trong đó chế độ ăn uống hợp lý, vận động thể lực hàng ngày, xét nghiệm đường máu định kỳ và áp dụng các biện pháp y tế sớm để giảm thiểu, loại trừ các yếu tố nguy cơ từ sớm. Thưa quý vị, số bệnh nhân là người cao tuổi nhập viện do tai nạn sinh hoạt thường xuyên nhập Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn chiếm tỷ lệ 20% trên tổng số bệnh nhân điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình. Tưởng là đơn giản nhưng trên thực tế, phần lớn bệnh nhân đều bị gãy xương trong khi cơ chế liền xương sinh học ở người cao tuổi là cực kỳ chậm, thậm chí để lại di chứng nặng nề suốt phần đời còn lại. Cụ ông ngoài 70 tuổi này không thể ngờ chỉ di chuyển trong nhà, chân không đi dép, dẫm vào nước trên sàn bếp, ông đã trượt ngã gãy xương đùi. Tai nạn khó lường khi mà sàn ướt, mắt kém khiến ông không quan sát được và kết quả ông phải nhập Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, chắc chắn phải phẫu thuật sắp xếp lại đoạn xương gãy. Tự nhiên đi bước ra ngoài cái sàn nước ấy, ở trong bếp ấy, thế tự nhiên trượt chân. Thế cái sàn nước ấy thì không nghĩ là có nước trong nhà mình mà sao có nước được. Thế rất chủ quan, cái sải chân hơi dài trượt luôn, nằm ngay đơ, thấy buốt cổ xương đùi là mình biết rồi, mình đoán chắc bị rồi. Những yếu tố như nước đọng, đường đi không bằng phẳng, trơn trượt sẽ khiến người cao tuổi dễ té ngã, không chỉ ngoài đường mà cả khi ở nhà, nếu đó là khu vực thiếu ánh sáng, cầu thang khó đi hoặc bị trượt khi đi cầu thang bậc tam cấp quá cao, hay ở những nơi như sàn ướt, nhà vệ sinh, tai nạn cũng có thể xảy ra. Ngoài ra, người cao tuổi cũng có thể té ngã do với tay hoặc lấy đổ trên cao. Những cái gãy, ví dụ như là cái vùng khớp háng chẳng hạn, thì người bệnh sẽ phải nằm. Rất là khó để mà dựng dậy, để ngồi, để chăm sóc, để ăn uống hay là hỗ trợ thở. Thì thường những cái bệnh nhân gãy xương vùng khớp háng có thể nói là cái di chứng để lại là sẽ nặng nề nhất. Nếu như mà chúng ta không có cái chỉ định phẫu thuật kịp thời, không có phẫu thuật đủ nhẹ nhàng để các cụ có thể phục hồi sớm, thì những cái biến chứng hàng đầu chúng tôi gặp nó là cái viêm phổi. Cái thứ hai nữa là viêm đường tiết niệu. Còn cái thứ ba là loét tỳ đè. Nhưng cái đấy là rất là hay gặp đối với cả người cao tuổi. Phần lớn người cao tuổi mắc các bệnh như huyết áp, tiểu đường và loãng xương. Vì vậy khi gặp tai nạn, té ngã, thường để lại các chấn thương phổ biến. Nhẹ thì xước sát, phù nề phần mềm. Nặng thì chấn thương sọ não, gãy xương chân, tay. Trong khi đối với người cao tuổi có bệnh nền, việc điều trị các chấn thương nặng để trở lại bình thường là rất khó, bởi cơ chế liền xương sinh học là vô cùng chậm và khó khăn hơn so với người trẻ. Vì vậy, người cao tuổi cần thận trọng khi vận động và sinh hoạt hàng ngày để tránh những tai nạn không đáng có.